Cô chú anh chị trên kênh của em Việt nha, thì hiện tại là bây giờ là em đang đứng trên đường 30 tháng 4, là em Việt là đang đứng trước chợ Mỹ Ngãi cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì em Việt là sẽ đi một vòng chợ Mỹ Ngãi, mình sẵn là mình tham quan chợ Mỹ Ngãi luôn nha cô chú anh chị. Thì bây giờ là hiện tại là em Việt là đang đi vào bên trong chợ Mỹ Ngãi cô chú. Này là mình đi từ bên hông, bên cánh phải. Ở đây thì cô có cô bán gạo nè, cô bán gạo này, gạo lứt hả cô? Gạo lứt nè, gạo lứt đỏ nữa. Gạo là cô bán đủ loại hết trơn, này lúa nè. Bên đây là như là cái chợ này cặp bên bờ sông cô chú. Một chỉ bên đây thì mình thấy là những cái sạp, cái sạp gạo bán rất là gọn luôn. Đây thì mình thấy là bán mấy cái dụng cụ nhà bếp, mấy cái tô thao gỗ, muỗng, dao đũa cô chú. Thì hiện tại là em Việt là đang dẫn cho cô chú anh chị mình đi một vòng của chợ Mỹ Ngãi. Đây là khu quần áo. Mấy cửa hàng bán mấy cái quầy gao, sạp gao. Bên đây là một cái bờ sông cô chú. Đó, bờ sông mình thấy là cái bờ sông này giống bên chợ của chợ ông Bầu á. Thì em đi cái đường này đó thì mình có thể là mình đi thẳng là một hồi là qua bên chợ cá luôn. Này tỏi, hành tỏi, ngao củ. Bông súng ma, rau muống đồng, xài. Này là chuối, này là chuối này để mình chuối hấp nè. Chuối hấp cô chú. Đây là chợ, khu vực chợ cá nè. Có bán ếch, ếch đồng, ếch, ếch đồng cá chốt. Đây là tôm thiên nha, cá chẽm. Cô đang làm cá chẽm, cá chẽm. Cá bên đây là cá hú nè, cá hú xa. Ở đây là mình thấy là cửa hàng mà bán cá với lại là gao là chung chung với nhau luôn nè cô chú. Đó, còn em Việt là hiện tại là đang đứng ngay đây, là mình thấy là ngay cái lòng chợ của chợ Mỹ Ngãi nè. Chợ Mỹ Ngãi thì là một cái ngôi chợ cũng vừa, rất là gọn luôn cô chú. Đó, mình nhìn thấy là một cái chợ rất là gọn gàng luôn. Ở bên cánh trái của em Việt nè thì mình thấy là nguyên cái sập để mà bán gạo nè. Đó, những cái đã làm những cái ô nè, để một bên, một dãy bên này là bán gạo. Còn phía trong này là cửa hàng gao, đồ mắm muối, tiêu tỏi, bột ngọt. Bên đó là thịt,
còn phía sau là mình thấy là cái khu chợ cá, là coi như là cái khu chợ Mỹ Ngãi này á, nó cũng là một cái ngôi chợ là vừa phải thôi, nhưng mà bày bán rất là gọn gàng luôn. Rau muống đồng, rau nhút, cua đồng. Cua đồng này của cô hả cô? Cua đồng, rau nhút. Cua đồng này nhiêu ký nha cô? 50.000 một ký. Cá tai tượng, cá hú, cá chạch, cá chạch đó là nhiêu ký rồi con? 300.000. 300.000 một ký cá chạch. Tôm. Tôm này 200 đó. Tôm này 200.000 một ký. Đây này, cá linh thì lấy hầm sẵn này. Em đang đứng giữa ngay chợ Mỹ Ngãi luôn cô chú. Này cái sạp thịt heo nè, cao củ rất là gọn luôn ha. Ốc, cá lóc. Tép, cá cơm. Tép 12.000 100g. Cá cơm cô cũng làm sẵn luôn rồi. 20.000. Mà cái này con đi xa, phải con đi gần là con mua rồi. Dạ. Đây cá biển. Cá biển cô chú. Đây thì mình thấy là tôm, cá hú, cá dồ. Đây thì mình thấy là có đầu cá hồi. Bên đây có cá lóc rồi chú. Cá lóc, thịt gà cũng có luôn. Cô vừa bán cá vừa bán gà luôn. Bên đây là cái khu vực chợ cá của chợ Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp cô chú. Cá lóc đồng, bên này là làm sẵn. Ký là 100.000, cá lóc đồng làm sẵn. 50.000 nửa ký. 50.000 nửa ký. Ồ, cá này bự quá. Quá là bự luôn rồi cô chú. Còn cá giò cô chú, quá là bự luôn. Con này chắc gần 2 kg thôi cô hả? 3 kg. 3 kg luôn. Con cá tra xong 3 kg cô chú, quá là bự ha. Đây còn mấy con cá lóc nè. Đây có con cá lóc lớn. Cá hú nè cô chú. 50.000 ký cá hú. Đây còn 2 con. Đây còn 2 con cá lóc luôn. 2 con cá lóc quá bự luôn. Rồi cái con này nó vừa bự mà nó vừa mập nữa chứ. Quá là bự rồi. Con cá he, 3 con cá he, đó, 3 con cá he cô chú. Cá he
này cô có bán chả. À, chị ơi, cái này là chả cá gì đó chị? Cá dảnh với cá thác lát nha. Cá dảnh là bao nhiêu ký vậy chị? 130. Còn cá thác lát? Cá thác lát 300. Đây cua, cua xay. Cua xay cô chú. Bên đó cô có bán ớt nữa kìa. Ớt. Cá lóc, cá trốn. Ở bên đó cá lóc là sẽ sẵn cô chú. Cá lóc sẽ sẵn hết. Cá lóc đồng này. Cá chê đen. Cá chê đen, cá chê vàng. Cá chê đen, cá chê vàng luôn. Cá chê vàng, chứ không phải cá chê đen. Cá lóc sẽ sẵn. Sẽ sẵn hết rồi cô chú. Cái này là mình sẽ sẵn mình bán sao hả chị? 100 ngàn một ký. Này về phơi khô luôn ha. Phơi khô muối chiên. Dạ đúng rồi, phơi khô muối chiên. Cá lóc. Cá lóc đồng. Lóc đồng. Này lươn nè, lươn cô còn ít lươn đồng luôn nè. Dạ. Lươn đồng ký như cô? 170 đó, lươn đồng với cá lóc rồi chú. Ở đây cô cũng có làm sẵn ở đây nữa nè, cá gô đồng. Gô đồng mà sẵn. Này có mấy con có trứng nè. Dạ. Ốc đóng gì vậy cô? Mấy 30 cái ốc. Cá gô đồng. Gô đồng. Cho mày đi quay luôn lên cho mày. Ốc nè. Bên đây thì mình thấy là cũng có cá biển. Đầu cá hồi. Đầu cá hồi có chút. Đây là em hiện tại là em đang đi chợ cá của chợ Mỹ Ngãi có chút. Ở đây cái vồ. Cô sẽ sẵn hết trơn. Cá dảnh. Cá linh bự quá là bự luôn có chút. Cá gô. Cá linh nè. Ở đây thì cái hết cái dãy của chợ cá thì mình thấy là có gà. Gà vịt. Đùi gà, cánh gà. Ớt, cá cơm. Như là tép nè. Đó. Thì ở phía ngoài này thì là cũng là cái bờ sông đó chút. Đó thì hồi nãy giờ là mình đi vừa hết xong một cái khu vực chợ cá. Bên đây là cái dãy của chợ gao cô chú. Gao quá. Dãy chợ gao á thì cũng đối diện với lại là sạp chợ thịt cô chú. Gao. Bắp chuối nè, nhìn bắp chuối nè. Củ qua, dưa leo, đậu bắp, cà chua. Ồ, ở đây có cái này kìa. Ngon ghê kìa. Nhìn cái gỗ đậu gồng này ngon quá cô chú. Cái này là mình chấm cá kho ngon lắm nè. Nhìn non quá trời non. Đi ra. Gào lan. Rồi dưa leo, trái dưa leo nhỏ không ha. Dưa leo nhỏ không cô chú. Đậu bắp. Rồi bông bí nhìn ngon quá cô ha. Bông bí kìa. Cái bông bí là mình bán sao vậy cô? 5.100. Bông bí thì xào ngon lắm nè, ngọt. Bông bí ăn ngọt lắm. Bông bí với lại là mướp xào á, hai món này cực kỳ là ngọt luôn. Đây là bên đây cái dãy của chợ gao cô chú, chợ gao của chợ Mỹ Ngãi. Đó. Chuối. Lá dứa.
chuối xiêm. Cái này do chú bơm hay gì á. Cái này là hình như chú bơm. Bên đây là cái sạp chợ gao. Bên đây thì mình thấy là cái quầy gia vị nêm nếm nè, trứng vịt, hình hình hồng dục bách thảo nè, vịt lộn, có trứng cút coi chú, trứng cút, đường, mắm, muối, tiêu, tỏi, bột ngọt. Thì chợ Mỹ Ngãi thì cũng gọn nhỏ thôi cô chú, nhưng mà coi như là đồ đầy đủ hết trơn, với lại là bày bán là mình thấy là rất là ngăn nắp luôn, dễ mua dễ tìm. Khô cá ba sa, khô cá lóc. Thì mình đi một vòng chừng khoảng 30 phút là mình sẽ đi hết cái chợ này cô chú. Ôi, nhiều cây. Đó. Chợ này cũng vừa thôi. Không có nhỏ quá mà cũng không có lớn quá cô chú. Em đang hiện tại em đang đứng trước khu chợ Mỹ Ngãi. Ở đây bánh cam. Bánh cam. Tàu hủ. Đó. Đây là cái khu vực mặt trước của chợ Mỹ Ngãi. Ở đây em đang đứng trên đường 30 tháng 4, phường 1 của thành phố Cao Lãnh cô chú. Hôm nay là mới vừa dẫn cho cô chú anh chị mình đi tham quan một vòng của chợ Mỹ Ngãi. Chợ Mỹ Ngãi. Em Việt là đang đứng ngay đường 30 tháng 4 với lại là Lê Hồng Phong. Ở đây có chuối chiên nè. Rồi nhìn chuối chiên ngon quá. Này chuối này mình bán sao chị? 5 ngàn một trái, lấy em trái đi. Có. Đó, tại em mua quá nhiều rồi. Sáng giờ đi chợ rồi mua vòng quá trời nhiều rồi. Tại mỗi cái lấy một chút thôi. Dạ được rồi. Rồi trang luôn đi. Thành phố là cho nên là mình nhìn thấy nhà toàn là nhà cao tầng thôi. Đó. Đi cũng gần trung tâm một chút. Cửa hàng xe máy. Mình đang đi trong khu vực thành phố. Tre. Đây là ngã tư Nguyễn Văn Tre với lại là đường 30 tháng 4. Đường 30 tháng 4 này thì có một cái con kênh chạy dọc theo cái con đường này. Cho nên là em không biết sao chứ em thấy là đường này rất là mát. Chắc là tại vì nó có một cái con kênh đó cô chú. Con kênh nó chạy dọc theo cái con đường này cho nên là mình đi cái con đường này nó mát.
Rồi thì như vậy là em Việt cũng xin phép khép lại cái video ở đây luôn nha. Em Việt hẹn cho cô chú anh chị vào những cái video sau của em Việt. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe.